À, xin chào các bạn đã đến với kênh Hoàng Việt TV1. Thì mấy bữa nay về quê câu cá chút, mà câu cũng mồi đơn giản để được cá rô phi. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Rô phi. À, xin chào các bạn thì về quê câu cá dưới ao gì đây. Thì cá ở ao mình thì nó không đơn giản, mình chỉ cho cơm nguội và cắm gà thôi đấy, và câu dưới này. Thì ao tôi cũng thả cá chấm, cá chép, cá mè, cá trôi, nói chung đủ rô phi nữa. Mình ít câu nên là mình cũng thử thế thôi, để cho chủ yếu cơm nguội cắm gà, về quê mình chỉ câu thế đấy các bạn. Ít cơm đây, tôi lấy ít cắm cà trên chỗ chú em làm cho một bịch này. Bao nhiêu cơm chắc cho gấp đôi cắm gà này để cho nó tung cái đỏ nhá. Thế thôi, xong mình bóp lên là mình câu thôi. Cái này để vài bữa, câu vài bữa. Thì cá thì tôi cũng thả lâu rồi, mỗi năm thả vài con. Mình thả cá tự nhiên. Đấy các bạn, thế này xong mình bóp lên thôi. Được, bởi vì cái cá không ai câu bao giờ thì mình câu mồi đơn giản thôi, cơm gọi cắm gà. Đấy các bạn cùng theo dõi. Các bạn là phải xuống phát cây okay, chỗ đất này chiều mới sang, chiều gọi máy đến sang. Bây giờ xuống phát cỏ lấy cái đường xuống câu xem được cá. Như ao này hình như có thì mấy đứa đến thả lưới trộm. Thế bây giờ mình cũng không quan trọng cá thả được con nào ăn. Thì cỏ nó rất dặn, tôi vừa phát phát được mấy cái. Ôi giờ mạng lại xuống dưới này. Các bạn bưởi này khả năng ăn tí có thử nhé. Rất nặng, mùa này chắc ăn được không? Cái bưởi này ăn nó rất là mát. Các bạn này về quê câu cá, tôi phát một cái nối xuống đây thôi. Thì ao này thì cũng dạng tự nhiên, thì thả một số từ năm ngoái mà mình không chăm, chủ yếu bà mẹ tôi cắt cỏ cho. Đây là cơm nguội cắm gà tôi bóp tối qua đấy. Đây mang một cái vợt, vợt này ngày mua ở ngoài Bắc này thì vợt này nó rẻ thôi, vợt này có 70.000, còn cần câu thì một cái thôi. Một cái nhá, mình câu hai lưỡi, buộc hai lưỡi thôi đấy. Mời các bạn cùng theo dõi. Cường nó làm nó quấn chặt cái này lên cái giá cái gì kia.
Trời ơi, dưới trời đất, đất trong chậu. Quay xuống nằm đánh nhẵn cái bãi này rồi. Nhờ cái bưởi thấy cái cành nó là quả nó nặng gãy hết rồi nhỉ? Gãy hết rồi. Ừ, để nó con trời xe lên nó lấy cưa cắt hết. Cắt lên những cái cành nó gãy kia cắt hết vứt lên trên này cho nó đất đất là nó càng tốt có phải gì đâu. Đấy. Trời nó con gì vậy? Cái gì? Cái gì vậy? Ơ, à, chứ không có cái gì để à? Chưa, không chưa. Thì ta hình lên lấy ra không? Đâu để con sách ra. To cho thế cái này nè. Giúp phi. Để em thả đấy rồi con sách đi. Hãy subscribe.